Những hình ảnh này chúng tôi ghi nhận được tại bến xe Mỹ Đình sau hơn một tuần thực hiện chuyển tuyến đường dài của 3 bến xe chính tại Hà Nội. Khác hẳn với sự sầm uất đông đúc trước đây, bến xe Mỹ Đình giờ trở nên điều hưu và vắng vẻ. Thì bước đầu về bến xe Mỹ Đình này thì rất là bỡ ngỡ. Giờ giấc thì nó hiện nay là chưa ổn định giờ, xe nọ đang sát xe kia cách nhau 10 phút. Khi vào đứng chưa yên lại lùi ra chưa khách nào cả, bước đầu rất khó khăn. Tại bến xe Mỹ Đình thì cũng sẽ tiếp nhận 123 nốt một ngày đối với các cái chuyến lượt điều chuyển từ các bến xe khác về bến xe Mỹ Đình. Vì vậy chúng tôi cũng thực hiện theo cái biểu đồ của Sở Thông tải Hà Nội, sắp xếp các phương tiện và những vị trí đón khách hiện tại để tránh xáo trộn nhiều. Việc chuyển tuyến từ bến xe này sang bến xe khác cũng tạo nên khó khăn ban đầu cho các doanh nghiệp vận tải. Trước đây, khi đã quen khách tại bến cũ, lượt khách đi lại đều. Thế nhưng trong những ngày này, xe xuất bến với hành khách thưa thớt hay không có hành khách trên xe là điều thường thấy của các nhà xe mới chuyển về bến Mỹ Đình. Cái khó khăn chuyển tuyến này thì nó ảnh hưởng đến cái nguồn thu của công ty, thì nói chung là nó giảm nhiều. Vì lượng khách không có khách ở trong bến, khách thì không có. Mặc dù đã qua hơn một tuần thực hiện chủ trương điều chuyển các tuyến giữa các bến xe, ngoài việc các doanh nghiệp vận tải chưa bắt kịp được với sự thay đổi, người dân có vẻ vẫn chưa thích nghi được với sự xáo trộn này. Bởi thay vì ra bến xe gần nhà nhất, thì bây giờ họ phải tốn thêm một khoản tiền cho việc di chuyển ra bến xe xa hơn mới có tuyến. Thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng là cái sự chuyển đổi giữa bến xe nước ngầm với này ấy thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng đến một số những cái người ta hay đi những cái tuyến mà quen thuộc rồi, thì người ta vẫn thích rằng là người ta đến bến thì người ta đi luôn lên xe, thì người ta đi thẳng luôn thì người ta tiện hơn. Rằng là bây giờ đi chuyển đổi như thế người ta mất công thời gian của người ta. Ngày xưa ấy thì tôi đi đến bến Mỹ Đình, thế bây giờ tôi phải đi Gia Lâm, Gia Bát, Yên Nghĩa, thì bây giờ đi sang bên đấy rất là vất vả, đi lại xe buýt thì đông đúng không? Thế bây giờ đi xe ôm thì cồng kềnh, thế đi làm được ngày một tháng được bao tiền? Một tháng được 4-5 triệu. Cả tháng mới về thăm gia đình, mua ít quà, lên xe buýt họ không cho đi. Thế phải đi taxi được bao nhiêu tiền? Không riêng gì bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng tương tự khi các doanh nghiệp vận tải tại bến xe này chưa bắt kịp với sự thay đổi mới này. Tôi ở nhà xe bên Mỹ Đình sang chuyển ra sang ấy, thì nói chung là cũng bất tiện. Trong bọn tôi sang bên nước ngầm, nhiều cái nó rất khó khăn. Cứ sang bên này doanh nghiệp chúng tôi thì cũng nhiều cái là cũng trước sau thì cũng là mệt mỏi. Dù có rất nhiều ảnh hưởng, nhưng việc điều chuyển và thay đổi các tuyến xe của các bến là việc cần triển khai để giảm thiểu tình trạng tắc đường và quá tải tại các bến xe. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, phát thanh cho hành khách cũng như là cho các cái phương tiện để biết được cái chủ trương này. Và hành khách cũng vui vẻ và cũng cùng chia sẻ với thành phố Hà Nội cũng như là để đảm bảo cái lưu thông trên cái giao thông đô thị nó tốt hơn. Xu hướng đấy là bên Sở Giao thông Hà Nội làm thế là đúng, nó không bị các cái xe ở các tuyến phía Nam chạy xuyên tâm vào thành phố nữa. Chỉ còn chưa tới một tháng nữa sẽ tới Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Việc thay đổi các tuyến xe đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới lộ trình của người dân và các nhà xe. Do đó, các bến xe và doanh nghiệp vận tải cần có những lộ trình và kế hoạch phù hợp để đáp ứng được nhu cầu của hành khách tăng cao khi dịp Tết Nguyên đán 2017 đang cận kề.